Thưa quý vị, mới đây, Bộ Tài chính ra thông báo về tình trạng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mua vé số không đúng quy định, đồng thời đề nghị các tổ chức cá nhân chấm dứt kinh doanh phân phối vé số qua các trang mạng, app và cung cấp dịch vụ mua hộ vé số trong nước bằng cách gửi hình ảnh của tờ vé số qua email hoặc trang mạng xã hội cho khách hàng. Bởi hiện nay chưa có quy định bán vé số online mà vé số chỉ được phân phối qua các công ty xổ số kiến thiết bán trực tiếp cho khách hàng. Trước động thái này, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam mới đây cũng thông báo đề nghị đại lý người bán vé số không được bán online. Điều này đã tạo ra nhiều sự không đồng tình của những bên liên quan. Theo quy định, những người bán vé số dạo phải trả lại vé không bán hết trước 14 giờ hàng ngày, nếu không phải ôm số lượng vé tuồn. Trước đây, nhiều người rất tự tin trong việc giữ lại vé sau thời điểm đó để tiếp tục bán vì nhờ smartphone. Họ đăng vé lên các trang mạng xã hội để khách quen mua online. Thêm vào đó, những người thân, bạn bè cũng sẽ phụ rao bán vé số online, hiệu quả rất cao. Tuy nhiên gần đây, sau khi việc cấm bán online được thực thi, người bán vé số dạo đã không dám ôm nhiều vé sau 14 giờ như trước, mà sẽ đến đại lý để kịp trả vé. Cũng như sống, mình bán ít lại chứ hồi xưa cô bán 360 lận, giờ cô bán 240 rồi. Một ngày thôi, rồi nó cũng mong muốn bán cho hết sớm rồi về nghỉ ngơi. Nhưng mà những bữa mưa gió là bị ôm á. Thì giờ, cái giờ chiều rồi, bây giờ hết giờ ấy rồi. Rồi đâu có trả được, phải tới 2 giờ mới trả được. Mà 2 giờ ông trời cũng chưa mưa. Mới 4 giờ, 3 giờ rưỡi không mới mưa. Đại lý vé số này bình quân mỗi ngày bán ra 30.000 tờ vé số. Ngoài ra, chủ đại lý còn mở một quầy vé số để bán lẻ. Điều đáng nói, doanh số bán online của quầy lại chiếm gần 50-60% tổng số vé bán ra trong ngày. Do đó, chủ quầy cho rằng việc cấm bán online sẽ khiến các điểm kinh doanh vé số giảm sụt doanh thu. Trong khi đó, nhu cầu mua vé số online là rất lớn. Theo tôi nghĩ thì cái hình thức á, để mà bán online thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Tại vì tôi nghĩ thuận mua thì vừa bán thôi. Bây giờ anh muốn mua bây giờ số thì sau 4 giờ là họ số rồi. Mà bây giờ ví dụ họ chạy về tới nơi, họ đi làm ra ca để mà về mua được cái tấm vé số họ muốn thì sẽ trễ giờ. Thế nên là nếu thực sự tin tưởng họ sẽ mua mình giữ lại. Hoặc là nếu không tin tưởng thì họ chọn vé số rồi đem tới cho họ. Cái đó cũng là một hình thức miễn sao hết vé. Theo tôi nghĩ như vậy. Nhiều người dân cũng cho rằng việc mua bán vé số online là chuyện thường. Bởi vé số cũng là một loại hàng hóa, nhà nước cũng đang khuyến khích và áp dụng nhiều tiện ích nền tảng số để giao dịch hàng hóa. Một số cũng cho rằng tại sao trong giai đoạn dịch Covid-19, việc bán vé số online được khuyến khích, sau này lại cấm. Một số các chuyên gia cũng cho rằng là hiện nay thì chúng ta đang đẩy mạnh thương mại điện tử, rồi cách mạng 4.0. Vé số cũng là một loại hàng hóa, thì cho nên là thay vì mà mình cấm bán online, thì Bộ Tài chính cũng nên nghiên cứu các cái giải pháp nào để có thể quản lý cái hình thức bán online thật là tốt. Thì như vậy thì nó sẽ phù hợp hơn. Trước những phản ứng của dư luận, mới đây Bộ Tài chính cũng đã có những giải trình về việc đề nghị chấm dứt phân phối, kinh doanh vé số qua mạng xã hội. Đơn vị này cho rằng phương thức phân phối này đang vi phạm quy định thông tư 75 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số, tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất trật tự an toàn xã hội, nguy cơ bị chiếm đoạt tiền trúng thưởng và cờ bạc trá hình. Bộ Tài chính cũng cho biết đang phối hợp với các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra, kiểm soát để chấn chỉnh các hành vi cố tình làm trái quy định của pháp luật.